người biết cho đi những điều tốt đẹp một tài xế taxi da đen chở hai mẹ con da trắng đứa bé thấy lạ liền hỏi mẹ ơi tại sao da của chú lái xe lại khác của chúng ta vậy mẹ người mẹ mỉm cười trả lời vì chúa muốn làm cho thế giới đầy màu sắc nên đã tạo nên những người có màu da khác nhau anh tài xế nghe thấy vậy trong lòng rất lấy làm cảm kích và xúc động khi đến nơi anh ta từ chối nhận tiền và nói khi tôi còn là một đứa trẻ tôi đã hỏi mẹ tôi câu hỏi tương tự mẹ tôi nói rằng chúng ta là người da đen trời đã định chúng ta là lớp người dai tầng thấp nếu hôm đó đổi sang câu trả lời của chị ngày hôm nay có lẽ bây giờ tôi đã là người khác rồi sưu tầm đúng như câu nói cho đi là còn mãi trong cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp và ý nghĩa để cho đi có những điều tinh tế cho đi tuy đơn giản mình cứ tưởng là nhỏ nhặt nhưng hiệu quả đem lại thì không thể nghĩ bàn chứ không chỉ là tiền bạc vật chất mới có thể cho được phật dạy pháp thí thắng mọi thí pháp vị thắng mọi vị Pháp hỷ, thắng mọi hỷ. Ái diệt, thắng mọi khổ. Kinh Pháp Cú Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe, luôn ủng hộ, sẻ chia, để lại bình luận và đăng ký kênh để luôn nhận được những video mới nhất. Kính chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin hết.